Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cách cơ bản để làm thế nào để có thể hát hay hơn và tuyệt vời hơn. Như các bạn đã biết, thanh nhạc rất là khó khăn với những người mới bắt đầu. Và hôm nay, để phân chia ra rất nhiều loại cơ bản trong thanh nhạc mà mình phải học thì gồm có sau đây là hơi thở, khẩu hình và một điều quan trọng nhất là sự tự tin. Chắc chắn là ba điều đấy rất là quan trọng khi mình hát. Và đầu tiên, để làm chủ được các bộ phận trên cơ thể, sau đây Mr. Nam xin giới thiệu với các bạn một vài cách đơn giản và dễ dàng. Đầu tiên, cái phần cơ cổ, các bạn hãy thoải mái ra, thả lỏng hết phần cơ cổ này ra. Đây, rất nhiều bạn hát khi hát bị căng thẳng chỗ này và dẫn đến tình trạng như vậy, cứng hết cổ. Sau đây mình thả lỏng cổ ra, mình lấy hơi thật nhẹ nhàng vào. Sau đó tiếp đến phần cơ vai, rất nhiều người bạn hát sẽ bị một thói quen, đó là khi hát căng thẳng lên sẽ bị như này, rất là khó chịu và khó khăn trong việc đẩy hơi thở lên. Vậy các bạn vui lòng thả lỏng cơ thể ra, hai vai thật thả lỏng. Trước khi hát, các bạn có thể là xoay bả vai, cổ, tất cả những thứ này để làm các bạn cảm giác thoải mái nhất có thể. Đó, lắc hai cổ và vai, được chưa? Sau đấy, thêm vấn đề nữa là khi cơ hàm của mình khi hát, làm thế nào để khuôn mặt mình một cách thoải mái nhất khi hát, không bị chừng mắt lên như này hay bị ngửa cổ lên. Các bạn, tất cả các cơ đã thoải mái rồi phải không ạ? Lần này mình hơi cười lên một chút, khi hát mình kéo cơ hàm một chút xuống, đừng quá mở lên phần trên như này mà kéo xuống. Phần này các bạn vui lòng thả lỏng một chút, kéo giãn xuống. Và tiếp đấy, sau khi làm chủ được các cơ trên cơ thể, được chưa? Tiếp đấy là phần mình làm chủ được hơi thở của bản thân để làm cho mình có thể hát một cách dễ dàng và thoải mái nhất, không bị hụt hơi. Sau đây là một vài cách. Đầu tiên, thả lỏng tất cả các cơ ra, hít hơi, các bạn nhẹ nhàng hít vào mũi ra, hít vào mũi thật nhẹ nhàng, sau đó nén lại, nén thật chặt xuống. Sau đó các bạn sử dụng răng xì ra thật nhẹ, càng nhẹ càng tốt. Cứ như vậy, giữ vững hơi thở và thở thật dài ra đến khi các bạn kết thúc. Khi mà hết hơi thở rồi đi nữa, các bạn ngừng thở, các bạn nín thở trong khoảng 5 giây đến 8 giây. Sau đó lấy hơi và thả lỏng tất cả cơ thể. Được chưa ạ? Đó là một vài cách rất cơ bản giúp các bạn có thể là thoải mái hơn trong việc hát, hoặc là giúp bạn có một hơi thở đầy đặn hơn. Các bạn hãy lưu ý tập hàng ngày ở nhà.